Xin kính chào quý vị khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Dự kiến ngày 21 đến 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân và các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Do đây là vụ án được dư luận quan tâm, theo dõi, phiên tòa được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai và chỉ những người được tòa án triệu tập mới được tham dự phiên tòa. Ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tòa sẽ bố trí để báo chí tác nghiệp, các phóng viên tham dự phiên tòa phải mang theo giấy giới thiệu và thẻ nhà báo đăng ký tác nghiệp tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 19 tháng 9. Mỗi cơ quan báo chí chỉ được đăng ký tối đa 2 người. Cũng theo ông Duy, người dân quan tâm tới phiên tòa có thể theo dõi qua phương tiện thông tin đại chúng, tránh tụ tập trước cổng trụ sở tòa án vì có thể gây ảnh hưởng đến việc lưu thông. Đối với yêu cầu xem xét lại tư cách tố tụng của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, ông Duy cho biết hiện những đơn kiến nghị này đã được Văn phòng Tòa án Nhân dân chuyển đến Hội đồng xét xử. Việc xác định tư cách tham gia tố tụng của những đương sự này sẽ được Hội đồng xét xử xem xét tại phiên tòa. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để thực hiện các buổi livestream. Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Quá trình mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm tiến sĩ luật, giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương nên bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, trong 11 buổi livestream từ ngày 9 tháng 10 năm 2021 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học tham gia buổi livestream của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, thì ông Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Ông Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.